Đây là tiếng nói Việt Nam. Khi mà mình nhấn cái đó thì mình nhấn dân tộc thì mình đưa người hình cái hoa văn nó lên, nó vừa chắc về bố cục và đồng thời nó lại vừa thực hiện ý tưởng của mình, tức là muốn nói một cái gì rất đặc biệt của dân tộc. Trong tất cả các tác phẩm của bác ấy ạ, thì con thấy nó có cái nhịp điệu của bình yên. Đấy là những cái nhịp điệu rất là đều mà những cái cuộc sống hàng ngày của người dân ấy. Ví dụ như ở trong những cái tác phẩm thôn quê thì con thấy là những cái nhịp điệu sống của thôn quê nó chậm hơn, nhưng nhịp điệu phố thì nó lại nhanh hơn. Nó cũng có cái đoạn gọi là nhanh, nhưng nó cũng có những đoạn thở rất là thoáng, rất là dễ chịu trong cái không gian của mình. Anh Thẩm Đức Tô, anh có nói một câu này, ông là người khoan giếng. Ông cứ khoan thế rồi nước nó cạn, ông lại khoan nó lại có nước. Đúng là người khoan giếng, đúng là tôi bảo tôi là nghệ nhân rồi. Tức là cái thứ hai là khi mà anh đã bước vào mà anh hiến thân cho nghệ thuật này thì anh không được mặc cảm, anh phải được tự tin, anh mới theo cái nghề pháp hùng này. Còn bây giờ muốn nhập lưới thượng lưu thì phải vào sân mài cơ. Tôi đến đây cả thì là cái thế hệ mà có thể là cao tuổi nhất, rồi đến cô Mai Khanh ở Sĩ thì cũng là cái thế hệ mà cũng tuổi cũng cao, nhưng mà còn ở đây có cả anh Khắc Quang nữa, thì như thế là ba tác giả nó có ba cá tính, ba cái cách nhìn, ba cái quan niệm và ba cách biểu hiện nó khác nhau, thì đấy là một cái điều rất là vui. Mình là con người đang sống hiện tại và xã hội đương đại, và tiếng nói của mình, cách biểu hiện của mình là mang tính chất rất cá nhân, cách quan niệm rất cá nhân, mang cái tinh thần dân tộc, nhưng cái hình thức, cái biểu hiện thì lại là hoàn toàn phải cố gắng phấn đấu để cá nhân. Anh không lẫn lộn với ai, không lẫn lộn với lại đồng đội, không lẫn lộn với nước nọ nước kia. Đấy là cái mà cái người nghệ sĩ phải phấn đấu, chứ không phải rằng là tôi cố gắng để mà làm theo cái kiểu gọi là dân tộc. Và cái họa sĩ cũng có người theo tay và cũng có người không theo tay, nhưng mà tôi tự nhận tức là tôi là loại vụ. Nhưng mà chỉ có một cái này đấy, tức nó cũng giống như cái con người mà cái người dân tộc người ta nói thực thà, và có khi không có văn phạm nhưng mà lại rất thật. Nghệ thuật là liên tục và luôn luôn phải lao động thì mới sáng tạo được. Còn một thời gian anh đang sung sức, trí tưởng tượng anh đang sung sức mà anh không làm, rồi đến lúc anh về hưu rồi anh bảo anh sáng tạo thì hơi khó. Thì tôi cũng có cái may đấy, là cái người mà cũng, bởi vì cái này nó cũng sống nó cứ lặng lẽ mà. Hay cũng chả, hay dở chả ai biết, mình cứ tự hiến lên. Nghệ thuật là cái sự bền bỉ, kiên trì là mới thành công được. Chứ còn làm về mà ngẫu hứng hay là gọi là nhất thời, hay là làm kiểu như là giải trí thì không thể đi đến nơi chốn được. Tinh thần chung thì trong quá trình cuộc đời làm việc thì cũng có cái may mắn, từng các cái bảo tàng người ta quan tâm đến, người ta mua, vừa là động viên vừa là cho các cái sưu tập cá nhân, thì chính những cái đó nó cũng là những yếu tố để động viên mà mình có thể làm việc. Cho đến hiện nay chẳng hạn thì coi như là vẫn còn sức khỏe, thì vẫn còn tranh thủ, vẫn làm.
làm được.